Dạ bạch thầy, dạ em cho con xin lưu lại cái chiều hôm qua là cái trường hợp con có chia sẻ, con có trích dẫn cái lời giảng của Ngài Hộ Pháp về cái người mà thọ bát quan trai giới á, thì Ngài có giảng là chủ yếu là phải thọ ngũ giới. Nếu mà không thọ được ngũ giới mà phạm vào thì sẽ bị tội. Còn ba giới còn lại á, thì nếu thọ được á, thì sẽ có phước. Còn nếu mà không thọ được á, thì cũng không sao. Dạ thì cái lời giảng của Ngài á, là khi đó là con được nghe là Ngài đang giảng cho hàng cư sĩ chúng con. Thì hôm qua là con có trích dẫn cái lời giảng của Ngài. Nhưng mà trong cái tình huống là đối với những bậc xuất gia, dù là xuất gia gieo duyên, thì con nghĩ là khi mà đã phát nguyện thọ bát quan trai giới thì phải giữ đầy đủ và kỹ lưỡng. Tại vì khi mà Ngài giảng đó đó là Ngài cũng hướng dẫn cho hàng Phật tử á, cái khi mà thọ bát quan trai giới mà có lỡ mà bị phạm vào những giới phía sau á, ba giới sau cùng á, thì cũng đừng quá phân vân áy náy, nghĩ mình là không có giữ được ba giới sau đó thì mình đang phạm tội, thì sẽ bị phân vân nghi hoặc, tâm sẽ bất an. Cho nên Ngài có giảng thêm như vậy. Dạ, chứ còn bây giờ chúng con đang là những cái vị mà đang ở trong cái khóa xuất gia gieo duyên, thì con nghĩ khi đã thọ bát quan trai giới là phải giữ đầy đủ và kỹ lưỡng, chứ không có thể lơ là để có thể phạm vào ba cái giới sau. Dạ con xin chia sẻ lại như vậy cho được đầy đủ và chu đáo hơn ạ. Thì theo thầy là nếu xuất gia gieo duyên, tuy là xuất gia gieo duyên nhưng mà để cho trong sạch á, thì trong thời gian ngắn 7 ngày thì nên giữ cho thật là trong sạch, nói chung là như vậy là tốt. Còn trong cái trường hợp mà bất đắc dĩ vì cái lý do gì đó mà bị phạm giới á, thì không sao. Nói cái phạm giới á, là nó có hai trường hợp, một là vì bất đắc dĩ phạm giới là khác, mà mình cố ý phạm giới xem thường giới là khác, hai trường nó khác nhau. Đó, khi nào mà mình xem thường giới hay là mình cố ý phạm giới cái gì đó đó thì cái đó nó mới là không không đúng. Chứ còn nếu mà vì bất đắc dĩ mình phạm á, thì mình sám hối thôi, cho đâu có sao. Cho nên cái việc đó nó là cũng không nên quá quan tâm. Bây giờ theo thầy thì cái quan tâm chính yếu mà trong cái khóa tu giao duyên này là thầy muốn là mọi người trải nghiệm được cái chánh niệm tỉnh giác, cái đó là cái chính. Làm sao mà trải nghiệm được cái chánh niệm tỉnh giác một cách đúng đắn? Bởi vì có thể nói rằng là xưa nay theo thầy thấy là hầu hết là người ta cố gắng chánh niệm tỉnh giác rất là nhiều, nhưng mà không đúng. Cái chánh niệm tỉnh giác đó là một chánh niệm tỉnh giác kiểu chủ quan để mong cầu cái gì đó, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác là tròn vẹn để rõ biết cái thực tại đang là. À, mà cái thực tại đang là đó mới thực sự là quan trọng. Thì mình là nhiều khi là mình lại cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mong cầu một cái gì ở tương lai. Để đạt được một cái gì ở tương lai. Cái này thì thầy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần.
cái chính yếu là mình làm sao mà trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái điểm chính. Còn những cái khác á, thì mình đang xuất gia thì cái quy định thế nào để mình cứ làm thế đấy. Ví dụ như mình thọ giới gì thì mình cứ giữ giới đó, mặc y thế nào thì mình mặc như vậy. Là cái chuyện đó thì nó mang tính kỷ luật hay là tổ chức. Còn cái chính yếu, cái cốt lõi của sự chính yếu là làm thế nào mà mình có thể thực hiện được cái trọn vẹn rõ biết trong đời sống tu tập. Để sau này á, bởi vì cái chính cái mục đích của thầy á là để sau này sau cái khóa tu á, là mình trở về nhà mình có thể là thực hành một cách dễ dàng thoải mái, không còn lo nghĩ là mình làm sai cái gì nữa. Đó, đại khái là như vậy. Cho nên là cái quan trọng là trong toàn bộ cái sinh hoạt ở đây, từ khi mình thức dậy cho đến khi mình đi ngủ lại, thì làm sao mà mình thường trọn vẹn rõ biết trong tất cả mọi cái hoạt động đời sống hàng ngày của mình, thì mình thường trọn vẹn rõ biết, đó là cái chính. Còn một vài cái mà khác á, thì đừng quá quan tâm. Ví dụ như đừng quan tâm là người này sai, người kia như vậy có đúng hay không, cái gì á, đừng có quan tâm mấy cái chuyện bên ngoài đó. Kể cả ăn uống, nhà bếp có nấu gì mà không vừa ý mình, nhà bếp thì cứ hết lòng nấu thôi, còn nhiều khi là không vừa ý mình thì cũng không sao, đừng có quan tâm mấy cái chuyện đó. Hoặc là chỗ ở cái gì đó thì mình đừng quan tâm những chỗ đó. Cái quan tâm chính yếu là mình làm sao mà từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ trở lại á, thì là mình biết cách chánh niệm tỉnh giác một cách đúng đắn. Cái đó mới là quan trọng. Còn sau một cái khóa tu xong rồi về, mình cũng không làm gì được hết. Mình về đời sống lại một cái thì mình vẫn bị đời sống chi phối cho mình không trọn vẹn với chính mình. Buổi sáng nay có một Phật tử hỏi thầy, cái gia đình cái Phật tử này muốn quy y cả gia đình, vì cũng đã từng nghe pháp của thầy rồi, cả nhà, cả vợ chồng và hai đứa con đều là nghe pháp của thầy, ngày mai đến quy y. Thì sáng nay cái anh Phật tử đó, anh hỏi thầy là mình làm sao mà sống trong đời sống mà mình có thể cô đơn hoàn toàn để có thể trọn vẹn với chính mình. Bởi vì trong đời sống là mình cứ bị chi phối bởi chuyện này, bởi chi phối bởi chuyện khác. Đó, những người chung quanh, rồi người này thế này, người kia thế kia, đủ thứ. Thì mình làm sao mà trong đời sống mình có thể trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác được. Đó. Thì thầy mới trả lời là thực ra bây giờ mình sống trong, mình vào đây thì có mấy chục người. Thì ăn như thế nào, ở như thế nào, những hoạt động như thế nào, thì cái đó là do ban tổ chức họ đưa ra rồi. Thì mình đã chấp nhận vô đây thì nhập gia tùy tục. Tức là mình cứ ban tổ chức đưa ra làm sao mình cứ làm đấy. Thì thôi, chuyện đó là chuyện nó mang tính chất bên ngoài. Còn cái mục đích riêng của thầy á, mục đích riêng của thầy là như thầy đã nói đó, làm sao mà mọi người giống như cái anh đã nói đó, tuy là mình có hai mươi mấy người, nhưng làm sao mà mình vẫn luôn luôn là cô đơn một mình. Tức là mình chỉ cô đơn một mình thôi, tức là mình chỉ biết rõ là mình đang như thế nào thôi. Còn người kia, ví dụ mình quét đàng hoàng như người kia quét không đàng hoàng là mình nhìn qua là mình bực mình đàng hoàng vậy. Không quan tâm chuyện với người bên đó họ quét sao đó họ quét. Mình chỉ lo quét và biết tâm mình ra làm sao, biết mình đang hoạt động ra làm sao, làm những gì vậy thôi. Thì cái khi mà mình hoàn toàn một cái chánh niệm tỉnh giác á, tức là hoàn toàn trở về tròn vẹn tỉnh thức đấy mình á, thì lúc đó là đúng nghĩa là cô đơn theo nghĩa là hoàn toàn độc lập tự do. Không phải cô đơn theo nghĩa ở đời là không có ai bạn bè, không phải vậy. Mà cô đơn tức là mình trở về gọi là thối tàn ư mật,
tức là mình trở về trọn vẹn với mình, rõ biết mình. Và nếu mình làm được cái chuyện đó đó, khi mình ở trong xã hội với đông người, trong cái công ty hay là trong cái gì đó, xí nghiệp hay là trong cái tập thể nào đó, mà mình vẫn là sống vậy mà mình vẫn trọn vẹn với mình. Nhưng mà có nhiều người họ bực mình làm sao? Cái người bên cạnh sao làm như vậy? Người kia sao làm như kia? Tại sao mình làm mà rồi mình không được hưởng cái quyền lợi? Mình cứ toàn nghĩ đến chuyện đó thôi. Và mình quên rằng là quan trọng là mình rõ biết mình đó. Quan trọng rõ biết mình đó. Có thể mình thua hết, mình mất hết mọi thứ. Mình thua thiệt hết mọi thứ. Nhưng mà mình rõ biết chính mình đó, thì đó là một cái phần thưởng rất là lớn trên con đường giác ngộ giải thoát. Nhờ đó đó, mình đừng quan tâm đến những chuyện khác nhiều quá, mà mình chỉ cần là trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác rồi. Khi mà mình giả sử, đây là thầy nói giả sử nghe, giả sử một người vì ở đời thì ăn bữa chiều, bây giờ vô đây cái quên cái đói bụng, cái lấy cái bánh ăn, thì như vậy coi như là phạm giới đó. Nhưng mà cũng đừng quan tâm đến cái chuyện đó. Quan tâm là lúc đó mình vẫn rõ biết mình. Đó, quan tâm là mình lúc đó vẫn biết rõ mình là như vậy như kia đó, thì mình thấy cái thấy rõ đó là quan trọng hơn. Đó. Nhiều khi mình cố giữ cái cho đúng, nhưng mà mình lại là quên cái chuyện là rõ biết. Mình chỉ muốn giữ cho đúng cái giới hay cái gì đó thôi, mình không quan tâm đến, không biết đánh mất cái mà mình rõ biết chính mình á, thì cái đó là mình cũng sai lầm. Cho nên á, bởi vì như thế này, khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó là mình hoàn toàn là đầy đủ giới định tuệ. Bây giờ khi mình đang làm gì đó mà mình hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, tức là tròn vẹn rõ biết, thì lúc đó là đầy đủ giới định tuệ. Đó. Bây giờ khi mà ông Angulimala ông giết người, nhưng đến khi Đức Phật ngài nói dừng lại, và ông đã ngộ ra được cái chỗ dừng lại đó là cái gì á, thì ngay cái lúc mà ông ngộ ra cái dừng lại đó là cái gì á, thì ông đã hoàn toàn là đầy đủ giới định tuệ. Mặc dù đã giết 99 người, nhưng mà ngay cái lúc mà ông nhận ra được cái tròn vẹn tỉnh thức trong cái đang là mà Đức Phật ngài chỉ đó, thì ông mới thấy ra, thì ngay cái chỗ mà ông đang tròn vẹn thấy đó là đầy đủ giới định tuệ. Cho nên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tinh tấn á, là giới rồi, chánh niệm là định rồi, và tỉnh giác là tuệ rồi. Nên trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là nó đã đầy đủ giới định tuệ. Đó. Có thể là người đó là một cư sĩ, có, như ông Angulimala thì ông không có biết tam quy ngũ giới gì cả. Ông chỉ là giết người và Đức Phật ngài nói thì ông ngộ ra thôi. Còn giả sử như là một người đó là cư sĩ, hay là người đó là một sa di, hay tu nữ, hay là tỳ kheo gì đó. Nhưng mà bây giờ tỳ kheo thì giữ tới 200 mấy chục giới. Sa di thì 10 mấy giới, 30 giới, hay là 105 giới. Tu nữ thì 8 giới chẳng hạn vậy. Nhưng mà người nào tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì người đó giác ngộ. Còn người nào mà chưa đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, cho dù ngàn giới cũng vẫn chưa giác ngộ. Chẳng phải là ai giữ giới nhiều hơn á, là người đó sẽ giác ngộ hơn đâu. Không phải vậy. Mà là cái người đó có tròn vẹn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay không. Vì cái đó là cái cốt lõi. Đó. Ông Yassa đó, ông cũng ăn chơi. Nhưng mà khi ông chán rồi, ông đi ra, Đức Phật nói một câu là ông chứng ngộ Tu Đà Hoàn liền. Đó.
Năm vị kiều Trần Như thì là tu theo ngoại đạo, tu khổ hành, nó đâu không có đủ, không có đúng vào đâu hết. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là cũng giác ngộ A-la-hán. Tức là cái khi mà mình đã thực sự trọn vẹn, trở về với cái thực tại 100%, không còn có một cái ảo tưởng gì nữa đó, thì lúc đó là hoàn toàn đầy đủ giới định tuệ. Cho nên mình cái điều này thầy muốn nhấn mạnh cái điều này để cho thấy rằng cái tầm quan trọng của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là cái trở về trọn vẹn rõ biết chính mình, là nó cái giá trị tuyệt đối của nó như thế nào. Đó. Do đó mà mình đừng quan tâm tới nhiều những cái bên ngoài, mà cứ lo là mọi người cứ lo là làm sao mà mình là làm gì cũng rõ biết đấy. Thân cũng vậy, thọ cũng vậy, tâm cũng vậy, pháp cũng vậy, đều là trọn vẹn rõ biết thôi. Cái đó mới là cái chính mà mình phải bỏ đi 10 ngày để mà đến chùa, để mà thực hành, thì phải làm sao mà có thể là thấy được cái điều đó, để sau này mình về là mình sẽ thực hành một cách rất là thoải mái và lúc nào cũng trọn vẹn đầy đủ giới định tuệ ở trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ thưa thầy, hôm nay con có 2 câu hỏi mong thầy giải đáp cho con. Thứ nhất là trong cái cuộc sống thường ngày của con, trước khi vào khóa xuất gia giáo duyên đó, thì con có một thời gian con tu tập thì con nghe rất nhiều pháp của rất nhiều vị thầy, thì mỗi vị thầy thì con lại thấy rằng họ có những cái điểm hay riêng. Ví dụ con học về giới với ngài Tuyên Hóa, ngài nói phần giới rất kỹ, hoặc là đến phần về định thì với ngài Nhất Hạnh, hoặc là với tuệ thì con nghe của thầy. Và tức là trong cuộc sống hàng ngày con học rất nhiều thứ, và kể cả các pháp môn về tịnh độ hay thiền hay mật tông thì con cũng có đều biết chút ít. Thì con đều thấy là trong những cái pháp đó, mặc dù là phương tiện, nhưng mà nó vẫn có những cái sự, tức là nó vẫn có những cái giúp cho những người hành giả đạt tới được cái phần gọi là giác ngộ. Dù là ở pháp môn nào đi nữa thì nếu như hành đúng thì vẫn có thể đưa tới giác ngộ. Tại vì là tức là theo cái con thấy về những người mà đại đức của ngày xưa đến bây giờ thì rất nhiều vị từ bên phía Bắc Tông hoặc là Thiền Tông thì họ vẫn có sự chứng ngộ. Tức là con nghĩ là trong cái phần đó thì hắn có những cái điểm chung về Phật Pháp, thì có những điểm chung. Và khi mà mình nhìn nhận thì dù là dùng hành phương pháp nào, miễn là cái hướng đi đúng thì con nghĩ là nó vẫn có thể hướng tới giác ngộ giải thoát. Đó là cái con trình pháp. Nếu mà có gì sai sót thì xin sư ông chỉnh sửa cho con. Đó là điều thứ nhất. Với lại điều thứ hai là con có một cái vấn đề là do nghe pháp nhiều nên là khi gặp một vấn đề nào đó thì con thường trong đầu thường nó tự đưa ra cái câu trả lời. Thì con không biết là nhiều khi mình không có rõ được là nó đúng hay là sai. Tại vì là con không biết đó là do cái bản ngã của mình đưa ra hay là cái hành động của mình có đúng hay không. Thì nên là con đôi lúc con cũng bị phân vân ở chỗ đó. Thì có gì xin thầy chỉ dạy cho em với con. Cái điều này nó liên hệ đến cái chuyện cái kiến thức, liên hệ đến kiến thức. Thầy có nói là dù cho mình đọc tất cả sách vở hay là kinh điển, bây giờ thôi mình nói đừng có nói kinh sách vở, mình chỉ nói kinh điển thôi, đó là cho dù là mình đọc kinh điển của 3 đời chư Phật, 3 đời là chẳng phải một đời, là 3 đời chư Phật, là tức là chư Phật trong quá khứ, chư Phật trong hiện tại, chư Phật trong vị lai, mà mình có đọc hết tất cả cái tam tạng kinh điển đó đó
thì cũng không bằng là đọc chính mình tại đây và bây giờ. Đó. Hay nói một cách khác, mình đọc tất cả sách nấu ăn không bằng là nhai một củ khoai. Nhai một củ khoai nó hết đói. Chứ còn mình đọc hết tất cả sách đó rồi không biết bây giờ, không biết nấu món nào à. Bữa nay ngồi tính hoài, bánh canh cũng ngon, rồi hủ tiếu cũng ngon, cháo lòng cũng ngon, bữa sau cái nào cũng ngon rồi, không biết là nấu cái nào đó. Bữa sáng đến khi sáng rồi vẫn chưa có đồ ăn, là bởi vì cứ ngồi nghĩ hoài là không biết là nấu món nào. Cho nên á, cái học á, cái học đạo á, là chị nên xem kinh điển hay là tất cả sách vở trên đời này đó đều là cái tài liệu tham khảo thôi. Mà tham khảo có nghĩa là gì? Tham khảo có nghĩa là cái điều đó, cái điều đó đó mình đang cần. Cái điều đó mình đang cần. Thí dụ như bây giờ thầy đau bụng. Bây giờ thầy mình lên mạng thầy tham khảo đau bụng là như thế nào? Đau bụng thì cần uống thuốc gì chẳng hạn vậy, thì thầy mới lên mạng, thì lúc đó là nó tập trung vào cái mà mình thực sự đang cần á, thì may ra đó, mà may ra mới tìm ra được. Chứ còn bây giờ mà mình cứ nói mình đau bụng cái đó, mua hết tất cả sách thuốc về để mà coi để mà coi, thì coi xong sách thuốc rồi lúc đó mình chết mất rồi, là cái là vậy. Cho nên cái học đạo á là mình đọc một câu thì liền là liền là xem lại mình coi thử cái điều đó ở đây mình nằm ở đâu, đại khái là vậy thì mới được. Cái gọi là tham khảo là vậy đó. Tham khảo tức là cái điều đó họ nói như vậy thì đúng không? Thí dụ như mình, thầy đọc lên cái chỗ đau bụng thì họ nói rằng là lúc đau bụng nó quằn một cái thì mình nói đúng rồi, quàng là đúng. Chẳng hạn như vậy, tức là nó phải đúng vào cái đó rồi á, đi cầu nhiều rồi là đúng nữa, đại khái vậy đó. Tức là cái nào nó đúng nhưng mà nó cũng có cái đau bụng nhưng mà đi cầu không được thì cái đó không phải của mình. Cái đó bụng mình là bụng đi cầu nhiều chứ không phải đau bụng vì bón đó. Cho nên ngay cả đau bụng á cũng cái nào mà nó đúng với mình cái đã thì cái đó mới có hiệu quả. Tất cả kinh Phật á, không có kinh nào nói cho mình cả, nhớ điều đó. Tất cả kinh Phật, tất cả những cái vị thiền sư nói, không có vị nào nói đúng mình hết, không có. Đức Phật á, thì nói đúng với A Nan, mà nói đúng với A Nan là A Nan thôi nghe, mà nói Ca Diếp là nói khác, nói Xá Lợi Phật là nói khác, nói Mục Kiền Liên là nói khác. Cho nên A Nan cũng không học được Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên cũng không học được Xá Lợi Phất. Vậy thì mình học cho nhiều hết để làm cái gì? Nhưng mà mình đọc một câu là mình thấy đúng quá rồi. Đó, thì cái mà mình luôn là soi lại mình đó, cái đó mới là cái chính. Mà cái câu đó là chỉ nói một cái thôi, chỉ nói một câu thôi. Nhưng mà khi mình soi lại mình đó, thì nó mới là thật sự là cái thực nó đang diễn biến đó đó, cái đó mới là phong phú đó. Chứ còn cái câu nói thì chị nói về thôi chứ đâu không lẽ nói hết thì biết đâu cho hết. Cho nên là chị nói đại khái giới thiệu thôi đó. Còn mình phải coi lại để mà mình quan sát lại mình là chính. Vì vậy cho nên á, có thể mình cứ vận đọc cũng được chứ không phải là không đọc, nhưng mà đọc cái nào mà thấy không giống mình thôi bỏ qua, và cái nào mà nó đúng vào mình cái là rồi, đúng là đây, cái này đây chẳng hạn vậy. Đó là một. Hai là mặc dù có hàng ngàn bài kinh thì cốt lõi vẫn giống nhau, hay là có 1.000 vị pháp sư giảng thì nếu giảng đúng thì cũng là một cốt lõi vẫn giống nhau. Nhưng mà ngay cả Đức Phật ngài nói như thế này: giáo pháp của Như Lai nếu đặt sai hướng thì vẫn không đoạn dạng, không đoạn trừ được vô minh ái dục.
Chẳng phải là hệ giáo pháp của Như Lai là kiểu gì cũng là đoạn trượt được vô minh ái dục đâu, đặt sai hướng. Mà bây giờ chúng ta thấy thầy mấy hôm nay là thầy, hoặc là trong những bài giảng của thầy là thầy nhấn mạnh cái điểm đó. Mình cứ đem giáo pháp của Đức Phật ra mình áp dụng, nhưng mà áp dụng để mình đạt được cái tham vọng của bản ngã thì hoàn toàn là đặt sai hướng, chỉ tăng thêm bản ngã thôi, chỉ tăng thêm tham sân si thôi. Mặc dù là vẫn cũng là giữ giới thật kỹ, vẫn là tu thiền đắc thiền định này thiền định kia đó, vẫn là hiểu biết kinh sách thật nhiều, cho nên là có vẻ như là giới định tuệ dữ dội, nhưng hoàn toàn là chỉ xây dựng cho cái bản ngã thôi. Vì vậy cho nên khi mà mình mà học nhiều kinh điển quá đó, nhất là chú giải với luận, là vì cái đó là ý kiến của người sau, trong khi Đức Phật là ngài chỉ trực tiếp. Hồi đó khi Đức Phật mà nói cái bài mình gọi là bài kinh đó, tức là một cái câu chuyện mà Đức Phật ngài gặp một người đó và ngài chỉ trực tiếp với người đó giác ngộ, gọi là khai thị. Cho nên người đó, bởi vì chỉ trực tiếp cho nên người đó thấy liền. Trong khi đó bây giờ mình chỉ là qua ngôn ngữ thôi á, rồi mình mới là suy luận, rồi mình mới là chú giải, rồi một hồi đó, nó ra cái gì á, nó không còn là cái thực nữa. Đó. Thí dụ như Đức Phật ngài nói có người khát nước, ngài nói là uống trà đi. Thì bây giờ mà qua cái chữ uống trà một cái đó, là qua Trung Quốc đó, nó chú giải thành một bộ sách về trà. Uống trà là thế nào? Uống trà là thế này, thế kia, cái nọ. Làm thế nào để trồng trà, rồi thế nào để mà biến chế trà, rồi biến chế có bao nhiêu loại biến chế. Nó chú giải ra thành một tập sách, đọc vô thành ra là chỉ người uống trà thôi, chứ không phải là giác ngộ giải thoát gì cả. Đại khái là vậy. Cho nên mình đọc kinh sách đó, mục đích là làm thế nào mà mình thấy ra được mình. Cũng như thầy khuyên những người mà nghe pháp thầy á, là đừng có tìm gì trong pháp thầy hết á, mà khi nghe là thấy ra mình á. Tức là mình, thầy nói cái gì cái thì mình nói ồ đúng rồi. Đúng rồi, phải rồi. À, hèn gì mà mình như vậy như kia gì đó. À, ồ bây giờ mình đã biết rồi đó. Chẳng hạn vậy, thì ra cái đó là đúng á. Thì á thì cũng có nhiều người là họ kết hợp tình với là thiền, kết hợp với này với cái kia đủ thứ hết trơn á, nhưng mà cái đó là cái lý luận của lý trí, cái đó là lý luận của lý trí. Còn cái thật á là chỉ ra là thấy liền, chứ không có qua lý trí gì hết á. Rồi khi mình thấy á, thì bây giờ sau khi mình thấy rồi á, thì bây giờ mình mới là quan sát, lắng nghe, cảm nhận chính cái đó ở nơi mình. Chứ không có chân lý nào mà Đức Phật ngài nói bên ngoài hết á. Tất cả chân lý mà Đức Phật ngài nói đó là đều ở trong này hết. Cho nên hệ nói cái gì mà mình thấy ra trong này là đúng. Ví dụ vậy. Cho nên á, là vấn đề không phải là cái nào cũng hay, mà vấn đề là khi mình đọc những cái đó thì mình thấy ra mình cái gì, vậy mà mình như thế nào thì mới là đúng. Còn nếu mà mình đọc thiệt hay nhưng mình không thấy ra mình chỗ nào hết thì vẫn chưa được. Có nhiều vị nói rất là hay, nói kinh điển, nói luận, nói chú giải đầy đủ hết, nhưng mà bản thân thì không thấy, không tự thấy mình đó, thì cái đó là cực kỳ sai lầm đó. Đó là lý do vì sao mà chúng ta là đang xuất gia giao duyên để làm gì? Để trải nghiệm cái thực đó, mình đang là như thế nào thôi. Còn chuyện gì mới còn trả lại hết. Trả. Còn thầy còn nói là thầy còn làm một bài kệ là bỏ tông. Tông là tông phái. Đó. Bỏ tông về lại chính mình. Bỏ dòng, bỏ phái, bỏ kinh ngôn từ. Ngay đây thấy pháp vốn như, tuyệt không sợ đắc, vô dư niết bàn. Đó. Cho nên không cần, bây giờ quên hết đấy. Bây giờ học cái gì quên hết. Chỉ cần nhớ một điều thôi. Đó là nhớ là đang đi. Nhớ đang ăn, nhớ đang làm cái gì đó. Đó vậy thôi. Chỉ đọc
đọc cái cuốn sách mình nó là đang đọc cái đó đó. Dạ thưa thầy, con xin trình pháp ạ. Mỗi lần kiểu nếu mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong biết chỉ biết, trong xúc thì xúc mà không có bản ngã xem vô. Nhưng nếu mà lúc có bản ngã xem vô mà mình vẫn biết có bản ngã xem vô thì như vậy có phải là bản ngã chuyển thành một pháp, một đề mục cho tánh biết thấy ra không ạ? Dạ con xin hỏi thầy. Cái bản ngã đó là nó chuyên làm sai. Bản ngã nó chuyên làm sai để xem thử mình có thấy đúng không, mình có thấy không. Đại khái là vậy thôi. Cho nên cái công dụng của bản ngã có vậy cũng hay chứ không phải là dở đâu. Tại sao mà Đức Phật Ngài không dẹp bản ngã ngay liền từ đầu mà Ngài để tới mấy A Tăng kỳ kiếp rồi Ngài mới thấy ra? Là bởi vì thực ra cái bản ngã đó nó là cái bản ngã đơn giản nó như thế này thôi. Đơn giản là cái mà mình chưa biết. Cái nào mà mình chưa biết á, thì lúc đó mình phải đi tìm. Đó. Cái nào mình chưa biết là mình phải đi tìm cho ra. Cho nên nó mới sinh ra cái bản ngã là nó có cái sở tri và sở đắc. À. Nhưng mà qua cái sở tri sở đắc đó nó mới nhận ra là sai. Tức là lúc đầu thì nó ham mê, nó thích, rồi nó tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm một hồi thì thấy sai, sai lại loại bỏ rồi đi tìm kiếm nữa, tìm kiếm rồi thấy sai rồi loại bỏ, cứ hoài vậy thôi cho đến khi nó thấy ra hết, không còn gì nữa cả, thì tự nhiên nó cũng tự biến mất luôn. Bởi vì lúc đó không có cái gì để tìm kiếm nữa, cái gì cũng biết hết trơn rồi. Thầy có cái ví dụ, thầy nói giả sử như trong chùa này, mà người nào mới tới chùa này á, là đương nhiên là phải đi tìm có sự chánh điện nằm ở đâu, chỗ ăn nằm ở đâu, chỗ đi vệ sinh nằm ở đâu. Tức là lúc đó không biết gì cả, là tự nhiên nó phải khởi lên cái mà muốn biết. À. Nhưng mà khi mà biết hết trơn rồi á, thì bây giờ ngồi đây là ở đâu cũng biết cả, cho nên khỏi cần tìm kiếm gì nữa. À. Đại khái là vậy. Cho nên á, khi một cái người mà họ cuộc sống thực ra là không phải tu mà là trải nghiệm, chiêm nghiệm và thấy ra được tất cả những cái mọi mặt của cuộc sống, mà ban đầu á là nó không cái gì, nó cứ tức cười đó. Nếu mà giả sử như ngay từ đầu mà tâm mình nó yên á, giả sử vậy đi, giả sử ngay từ đầu mà tâm mình nó, tâm thì vốn là rộng lặng trong sáng, nhưng mà nếu ngay từ đầu mà tâm mình rộng lặng trong sáng á, thì mình cứ ngồi ở chỗ cho mình chẳng cần làm gì cả, bởi vì không có gì để mà phải tìm kiếm hết á. Nhưng mà pháp á là nó sẽ tạo ra những cái bẫy, pháp á nó tạo ra những cái bẫy. Mà cái bẫy này á, mục đích là để giúp cho mình thấy ra. À. Cho nên á, tự nhiên mình nghe cái tiếng gì đó cái mình phải đi tìm. Mình đi tìm hồi cái là rồi cái đó mình mới thấy ra. Đại khái là vậy. Cho nên á, cái bản ngã đó là đôi lúc thầy nói là một cái giả thuyết. Mà giống như khoa học á, tức là giờ không biết tại sao mà sấm sét đặt ra giả thuyết sấm sét là do một cái ông thần sấm sét gì đó chẳng hạn vậy. Mình giả thuyết như vậy xong rồi người ta mới thí nghiệm, người ta mới quan sát, người ta mới đi coi thì cuối cùng á là mới hiểu ra được là sấm sét là do cái gì chẳng hạn vậy. Thì chính cái bản ngã đó nó tạo ra một cái giả thuyết để khi đó nó mới phải đi tìm. À, hoặc là pháp sẽ tạo ra những cái hấp dẫn để cho người ta đi tìm. Mình đi tìm, nhờ đi tìm cho nên người ta mới khám phá ra được mọi sự. À, khi khám phá ra được hết tất cả mọi sự rồi á, nhưng mà khám phá mọi sự ở đây là thế này. Cái khám phá mọi sự của khoa học á, nó khác với khám phá mọi sự của
của con đường giác ngộ giải thoát. Cái khám phá của khoa học á, là cứ đi hoài, tìm hoài không bao giờ hết. Bây giờ cái quả đất mình á, là khoa học vẫn chưa hiểu hết. Có những cái chỗ, có những cái mặt mà khoa học chỉ mới tìm thấy ở một cái phương diện nào đó thôi, chứ còn rất nhiều phương diện vẫn chưa thấy trên trái đất này thôi. Nhưng mà giả sử như trái đất này nó thấy rồi đó, thì cũng phải lên sao Hỏa để thấy coi thử trên sao Hỏa là cái gì rồi. Bây giờ cái vũ trụ bao la này là đi tìm hoài không bao giờ hết. Yeah. Nhưng mà cái học của Phật á, là nó khác ở chỗ này này. Mình phải phân biệt được cái điều đó. Chẳng thôi có nhiều người là đồng hóa đạo Phật với khoa học. Đó, nhiều người rất thích là chứng minh Phật giáo là khoa học. Nhưng không phải. Phật giáo thì khoa học, nhưng khoa học không phải là Phật giáo. À, nhớ cái điều đó cho kỹ. Phật giáo khoa học là bởi vì sao? Vì Phật giáo là rất đi rất đúng nguyên lý, chứ không có sai cái chỗ nào cả, cho nên mới lại là khoa học. À, không phải là ảo tưởng, mà là cái nào cũng đều là đúng sự thật hết á, cho nên nó là khoa học. Nhưng mà còn con đường khoa học á, thì cứ đi tìm mãi không bao giờ hết. Còn con đường mà của giác ngộ giải thoát là thế này. Tức là trải qua tất cả những chuyện đó, mọi chuyện trên đời, trải nghiệm rồi. Thì cái mục đích của trải nghiệm á, cuối cùng cái mục đích của trải nghiệm á, là tâm trước những cái được, mất, hơn, thua hay là mọi chuyện trên đời đó, thì tâm vẫn là rộng lặng trong sáng. Là cái mục đích của Đạo Phật là như vậy. Ban đầu á, thì làm sao mà tôi thành công? Đó. Lúc đầu là làm sao cho được không phải vinh chứ không được nhục. Làm sao mà để an lạc chứ không được đau khổ. Chẳng hạn như vậy. Lúc đầu thì như vậy. Nhưng mà về sau đến một lúc nào đó mới thấy là an lạc cũng được, đau khổ cũng được. Được cũng được, mất cũng được, chẳng có sao. Tức là tất cả dựa những cái thăng trầm của cuộc sống á, thì tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng. Đó là mục đích cuối cùng á, của Đạo Phật á, cái đó gọi là giác ngộ giải thoát. Cho nên giác ngộ á, thì chỉ là thấy ra sự thật. Và giải thoát là thoát ra khỏi cái ảo tưởng về sự thật đó. À. Mà cái đó là tứ thánh đế. Sự thật á, là khi mà cái tâm mình là đạo đế á, thì mình thấy diệt đế. Diệt đế là một sự thật hoàn hảo. Còn nếu mà tâm mình nó là tập đế, tức là tham sân si, bạn ngã tham sân si, thì thấy toàn là khổ đau. Đơn giản là vậy thôi. Đó là tứ diệu đế, chứ không có gì là tứ diệu đế, không cần phải giải thích gì quá cao xa, thành ra cuốn sách này cuốn sách kia gì cả. Đơn giản tứ diệu đế là vậy thôi. Tức là mình trong khám phá chính mình đó, mình mới cuối cùng mình mới thấy ra là cái gì là cái. Khi tâm mình như thế nào thì thấy được cái pháp hoàn hảo, mà tâm mình như thế nào thì thấy toàn phiền não khổ đau. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên á, bây giờ ai mà bất kỳ ai trên đời này mà chỉ cho mình trở về thấy lại chính mình á, là người đó mới đúng. Còn người nào mà nói rằng là tu thì sẽ được thế này, tu thì sẽ được thế kia, sẽ được thế nọ đó, là người nó đang dụ dỗ mình đi lang thang trong luân hồi đó. Dạ thưa sư ông, con trình pháp trong lúc con thực hành thiền. Dạ thưa, cách đây khoảng hơn 2 ngày thì khi con ngồi buông thư cái thân của mình á, thì cái hơi thở nó nhẹ dần, cái tâm thì nó lắng dịu, và con quay vào nhìn lại mình bằng cách là mình quan sát cơ thể tuần tự từ trên đầu xuống phần thân tay. Ngay khi con quan sát ở khu vực đỉnh đầu của con á, thì nó có một cái sự rung động nhẹ, và con cũng cảm thấy nó có cái luồng gió từ cái quạt trần nó ở ngay phía trên đầu của con. À, nó đi vào cái cơ thể của con qua cái phần đỉnh đầu phía này của con, nó làm cho con bị choáng. Dạ. À, sau đó là con cũng ghi nhận và con tiếp tục di chuyển quan sát từ các thần phân của mình, thân thể của mình ạ. Không biết có phải là do cái ý đi đâu thì khí đi tới đó hay không, mà khi con quan sát tổng thể thì con thấy phần dưới của con ngồi vẫn rất là vững chãi, nhưng mà ở phía trên của con á, thì nó bị quay theo chiều ngược kim đồng hồ.
có nghĩa là cơ thể của con á, dạ, hoặc là nó lắc qua lắc lại, hoặc là nó ngửa ra đằng trước và nó nghiêng ra đằng sau. À, dạ, thì những cái thời thiền sâu á thì con cũng quan sát và con thấy cái hiện tượng trên nó vẫn tiếp tục xảy ra. Dạ, vậy con xin sư ông sự chỉ dạy cho con cái cách xử lý khi cái hiện tượng này nó xảy ra. Con cảm ơn sư ông. Không cần xử lý gì hết, chỉ thấy thôi chứ không cần xử lý gì hết. Mỗi lúc nó mỗi khác, khi thì ngồi thì thấy thế này, khi ngồi thấy thế kia thì cứ thấy sao cứ thấy vậy thôi. Cứ để pháp bằng hành tự nhiên, cho mình không cần phải xử lý. Đây à, khi mà mình cố xử lý đó là mình đã xen cái bản ngã vào. Mình xen bản ngã vào tức là mình muốn làm sao để cho nó tốt theo ý mình. Thì á, có một hôm có một người Phật tử, cái này thầy trong trước trong mấy bài giảng thầy có nói một hai lần gì đó, là có một hôm có một người Phật tử đến nói là khi con ngồi thì con thấy cái này rồi thấy cái kia, thấy cái nọ gì đó đủ thứ cả, và cho nên bây giờ con làm sao mà để mà cho nó yên hoàn toàn. À, thì thầy mới nói rằng là thầy mới lúc đó ở bên ngoài đó, chuồng chuồng nó bay, lúc đó bên ngoài chuồng chuồng nó bay, thì thầy mới hỏi à, có thấy chuồng chuồng bay bên ngoài không? Thì người đó nói thầy có, con có thấy chuồng chuồng bay. Thì cái chuồng chuồng bay đó thì con thấy con có phiền não phổ đau gì không? Nói giờ không. thầy mới nói rằng là tại vì sao? Tại vì khi chuồng chuồng bay á thì mình không có xen vào, mình nó bay làm sao thì cứ để nó bay vậy, cho mình không có xen vào, cho nên mình không thấy phiền não khổ đau gì cả. Còn trong mình á thì thân thọ tâm pháp nó cũng đang diễn biến, nó cũng nó cũng là diễn biến giống như là chuồng chuồng bay vậy. Thế nhưng mà mình lại muốn là phải thế này phải thế kia vậy đó. Cho nên á thầy mới nói này, bây giờ đó, một á là mình thấy pháp như nó là, hay là như nó đang là, tức là thân đang là thế nào thì mình thấy như vậy, thọ đang là thế nào thì mình thấy như vậy, tâm đang là thế nào mình thấy như vậy, pháp đang là thế nào mình thấy như vậy thôi. Cho mình đừng có tưởng là rồi cho là muốn phải là mong sẽ là theo ý mình. Đó, cái đó là phải thấy ra được hay cái điều đó, là mình đừng có để cho mình phải muốn phải là mong sẽ là, tức là mình giải quyết á. Khi mình giải quyết tức là mình muốn nó phải ở trong một cái gì đó, còn bây giờ mình chỉ thấy thôi. Mà khi mình thấy á, cho nên á cái bản ngã với cái vô ngã đó nó cũng là một sự kiện, nhưng mà bản ngã với vô ngã thì nó lại khác nhau, cái nhìn bản ngã với vô ngã khác nhau. Thí dụ như thế này, đứa con hàng xóm cũng bị COVID, con mình cũng bị COVID. Mà đứa con hàng xóm mình bị COVID thì mình vẫn ngủ ngon như thường, nhưng mình không có thấy, không bị gì hết trơn. Nhưng mà con mình bị COVID là mình thấy mình chịu không nổi. Đó là tại vì có cái ta của mình ở trong á. Còn bên kia không có cái ta đó thì mình vẫn có thể qua giúp nó, mình có thể chở nó đi nhà thương, nhưng mà mình không ảnh hưởng gì cả, mình vẫn hoàn toàn bình thường thôi. Nhưng mà con mình thì lại là cũng làm những cái điều đó, nhưng mà làm với lo lắng, với sợ hãi, với đủ thứ. Đó, thì bởi vì sao? Là bởi vì bên kia thì mình vô ngã, còn bên này thì mình hữu ngã, đơn giản là vậy thôi. Cho nên trong cái cuộc sống bây giờ, nếu mình chị thấy, trong nghe, chị nghe mà không có bạn ngã, thì cứ thấy sao cứ thấy vậy thôi. Đó. Dạ thưa thầy, cho con hỏi thêm cái phần hồi nãy thầy nói khi mà cái tâm mình là đạo đế, mình sẽ thấy diệt đế. Thì xin thầy nói rõ hơn cái chữ diệt đế. Ví dụ giống như nếu như mà con thấy như vậy, không biết có đúng không, là khi mà mình đói bụng á thì tự nhiên là dẫn mình đi tìm thức ăn, thì trong cái thấy hoàn toàn đó thì nó không có khởi một cái ý gì đó muốn làm gì hết, mà tự nhiên là như vậy thôi. Thì có phải cái khi mà cái trong cái tự nhiên đó nó không có gì hết đó, thì có phải là diệt đế không thầy?
Cái đó đó, cái đó thì người ta gọi là cái tâm duy tác, tức là cái hành động với cái tâm duy tác. Là khi nó tự nhiên thôi, nó tự động, nó tự động nó diễn ra một cách tự nhiên, do cái nhu cầu, do cái duyên khởi, nó tự động, chứ không phải là do cái ý chủ quan gì của mình hết á. Thì cái đó là duy tác. Đó. Nếu như mình á vẫn sáng suốt rõ biết thì cái tâm duy tác đó đó là nó ở trong trong cái trí tuệ. Trí tuệ ấy, để mà, cái trí tuệ đó nghe. Quý vị nghe cho rõ cái gì cái trí tuệ này. Trí tuệ là không có trí tuệ gì hết đó. Như một đứa bé đó mà tâm nó hoàn toàn hồn nhiên trong sáng đó, thì đó là trí tuệ đó. Còn một cái nhà bác học là hiểu biết rất nhiều đó thì đáng si mê đó. Cái đó khác nhau. Một nhà bác học rất là giỏi thì người ta gọi là thông minh thôi, chứ không phải là trí tuệ. Nhưng mà một đứa bé tâm nó rất là rộng lặng trong sáng thì đó mới là trí tuệ. Thành ra cái tâm bình thường là trí tuệ nghe, chứ không phải là cái tâm gì ghê gớm mới là trí tuệ đâu á. Mà cái tâm mà ghê gớm đó, cái tâm đó mới là hủy diệt trí tuệ. Cái tâm mà hiểu biết quá nhiều rồi sợ trí sợ đắc quá nhiều, rồi đang bị dính vô những cái thứ đó đó, thì cái tâm nó mất cái rộng lặng trong sáng tự nhiên của nó. Mà cái rộng lặng trong sáng tự nhiên á, cái đó mới là trí tuệ. Mà trí tuệ thì không biết gì cả, gần như không cần biết gì cả, mà cái tâm nó rộng lặng trong sáng thôi, chứ nó không biết gì hết, thì đó mới là trí tuệ. Cho nên khi trí tuệ đó thì cái tâm nó hoàn toàn không vắng bật tất cả mọi cái phiền não, cái che lấp trói buộc. Đó, cho nên nó là trí tuệ. Trí tuệ là giống như một cái bầu trời mà rộng không hoàn toàn, không có bị mây che gì hết á. Thì còn thông minh là gì? Thông minh là bầu trời đầy cả những cái pháo sáng. Đầy pháo sáng, pháo sáng cứ luôn liên tục bắn lên, pháo sáng đầy bầu trời. Nhưng mà như vậy á là nó đánh mất cái rộng lặng của cái bầu trời. Khi bầu trời mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, là đó là trí tuệ. Mà khi mà trên bầu trời nó đầy những cái pháo sáng, bắn lên pháo sáng kiểu này kiểu kia thiệt đẹp á, thì đó là thông minh thôi, chứ không phải trí tuệ. Mà thông minh á là có khi lại là che lấp trí tuệ. Thông minh nó chỉ tốt với đời thôi. À, người đó là người ta thay vì người ta học lái xe là có khi một năm mới học mới xong, thì người đó học 3 tháng là xong rồi, là người đó thông minh. Mà dạng á, tôi cười đó, hồi đó thầy đi học á, muốn nào mà thầy dạng là thầy, ông thầy dạng là thầy cũng hiểu hết trơn á, hiểu trước, mà luôn luôn là học là lớp đứng chót trong lớp. Học là cứ đứng chót trong lớp. Tại vì thầy chỉ có thua một cái thôi là không thuộc bài. Bởi vì thầy thấy nó tự nhiên sẽ bắt mình học 3 cái bài nó vô làm gì. Tự nhiên mình học mấy cái bài nó vô. Cho nên bây giờ người ta ở bên ở mấy các nước văn minh á, người ta không bắt học thuộc lòng, mà người ta bắt đi thực địa đó. Hồi đó thầy đi học á, thầy thích nhất là một cái ông thầy mà dạy vạn vật, có thể là bây giờ cái môn gọi là môn sinh là gì đó, hồi xưa là gọi là môn vạn vật. Cái ông thầy đó là ông luôn là chỉ ra cái thực. Ví dụ nói cái hoa gì, hoa cúc, là ông đem hoa cúc thôi. Đại khái là vậy, chứ không bắt mình học thuộc lòng. Mà khi mình hoa cúc mình biết rồi, mình xem rồi, cái là tự nhiên mình tả được.
Trong khi đó mình phải học thuộc lòng mà mình cũng không biết cái hoa cúc là cái gì. Học thuộc lòng về hoa cúc, nhưng mà thấy hoa cúc là không biết là cái hoa gì. Đó, đại khái là vậy. Cho nên đó là mình nghe giảng là hiểu liền, nhưng mà vẫn là điểm thấp, khi nào điểm thấp hết rồi tại không thuộc bài. Nên trí tuệ là một tấm rộng lặng tự nhiên, hồn nhiên, trong sáng. Vậy thôi à, chẳng cần biết gì hết. Nhưng mà nó không dính gì hết. Nó không bị tham sân si, không bị phiền não gì dính hết trơn á. Đó là cái tấm sáng. Cho nên khi Đức Phật á, Ngài tu thiền định rồi, Ngài tu khổ hạnh rồi, rồi Ngài thấy cũng không phải, thì Ngài mới nhớ là cái lúc mà còn trẻ, cái tâm rộng lặng trong sáng. Hồi đó thầy nghiên cứu cũng khá nhiều, đọc Đạo Thiên Chúa, thì Chúa nói là quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại như con trẻ thì chẳng thể được vào nước trời đâu. Thì Chúa cũng nói đến con trẻ, vẫn lấy con trẻ để ví dụ cái tâm mà hồn nhiên trong sáng. Rồi Lão Tử cũng nói đó, đức hầu tị như xích tự, cái đức mà lớn là giống như là đứa con đỏ, tức là con mới đẻ ra, chứ không phải là đứa con nít mà tâm hồn nhiên thì còn chưa nói, mà mới như là đứa con đỏ, tức là mới sinh ra luôn á. Nhưng mà sau rồi á, thầy mới nhớ lại là Đức Phật Ngài cũng vậy, tức là Ngài cũng bỏ những cái mà sợ tri sợ đắc mà ba cái học. Hồi xưa thì ở nhà thì học đủ thứ, rồi sau đó mới là thấy là cái gì cao nhất là tu, thiền định là cao nhất rồi thì tu, rồi khổ hạnh là cao nhất rồi là tu, nhưng rồi cũng thấy có hoàn toàn vô ích. Cho nên Ngài mới trở lại với một cái tâm hoàn toàn bình thường. Chính cái tâm mà bình thường tự nhiên đó là trí tuệ. Mình chỉ ngồi bình thường vậy thôi, nhưng mà tâm mình không đồng, không sâu, tự tại và vô nhiễm trước mọi thứ đó, là cái đó là trí tuệ đó. Dạ, con nhờ thầy nói thêm về diệt đế và cho con thêm một cái ví dụ sát với thực tế trong đời sống hàng ngày để con dễ hiểu hơn, để phá bỏ cái từ những cái ảo tưởng trong con. Ví dụ con thấy cái bình hoa này, con nói nó đẹp quá, hoặc là con nói hoa gì mà xấu quá, hoặc là con thích, hoặc là con ghét, thì tự nhiên á, con biến nó trở thành là dục giới. Nó biến nó trở thành dục giới, chứ còn nó thì nó vẫn bình thường vậy thôi, chứ nó đâu có gì đó. Nó đâu có là dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì đâu. Nhưng mà mình với tâm dục, cho nên mình biến nó thành, mình nói đây là cõi dục giới. Rồi bây giờ á, con ngồi thiền định, con mới nhìn vào cái màu trắng đó, con nhìn vào màu trắng, chú tâm vào đó, khi nhắm mắt lại vẫn thấy là một màu trắng. Xong rồi á, chú tâm vào cái màu trắng đó cho đến khi nó phát sáng ra và con định tâm vào đó, thì nó trở thành là sắc giới. Lúc đó là con nhìn nó là với sắc giới. Hoặc là con nhìn nó và con thấy nó là không có, thì nó là vô sắc giới. Nhưng mà là tượng không thôi, chứ nó vẫn có chứ đâu có không có. Nhưng mà mình tượng không có là nó thành không có. Đó. Mình để cái tâm, nó cũng là tâm không, nhưng mà cái không của tượng. Chứ không phải cái tâm không, mà cái không hoàn toàn rộng lặng. Cho nên trong cái bài kinh mà tánh không á, trong cái bài kinh mà tiệu không mà đài không á, thì Đức Phật Ngài có phân biệt cái đó, tức là cái không mà khi mình thấy nó là một cái bằng tượng không á, thì mình biến nó trở thành là không, vô sắc giới. Nhưng mà nếu mà con nhìn với cái tâm mà với trí tuệ mà hồi nãy thầy nói đó, tức là tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng chứ,
Mình thấy nó là thấy. Thấy nó là thấy, trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe vậy thôi. Chẳng có gì cả. Thì đó là Niết Bàn. Chứ không phải là Niết Bàn là cái là chỗ nào Niết Bàn hết. Ở đâu cũng là Niết Bàn hết á. Nếu mà khi tâm con hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì thấy cái gì cũng Niết Bàn hết. Mà khi mà tâm con tham sân si gì đó đó thì đó là dục giới. Mà khi con mà tâm định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó thì là sắc giới. Mà không vô biên, sức vô biên gì đó thì đó là vô sắc giới. Thì tất cả đều là do tâm của con tạo ra cái thế giới này. Chứ còn á, không phải là thay đổi, không phải là thay đổi cái cảnh này đi để ra thành một cảnh Niết Bàn, không phải vậy. Không phải thay đổi cái cảnh này để ra thành một cõi sắc giới, một cảnh cõi vô sắc giới. Mà cái thay đổi đó chính là do tâm con thấy. Đó, do tâm con thấy cái cảnh này là cảnh dục giới. Đó, nhưng mà cái người sắc giới thì họ lại thấy cảnh này là sắc giới. Mà người mà vô sắc giới, người tâm vô sắc giới thì họ thấy đây là vô sắc giới. Tức là đối với họ cũng không quan tâm gì hết. Mấy cái chuyện này không quan tâm gì cả. Đại khái là vậy. Còn cái người á, cái người mà họ tâm họ rộng lặng trong sáng á, thì họ vẫn ở trong cái cõi này, nhưng mà họ thấy hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng. Cho nên á, Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Đó. Do đó đó, không có một chỗ Niết Bàn nào riêng hết trơn á, mà Niết Bàn là do tâm mình đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si, thì thấy đâu cũng là Niết Bàn hết trơn á. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, kính bạch sư ông, con có một cái câu hỏi là con có một cái sự thắc mắc về sự giống nhau và khác nhau giữa quả vị và con đường đưa đến quả vị của bậc chánh đẳng chánh giác và bậc a la hán. Dạ, kính bạch sư ông. Cái sự khác biệt đó nó không có giới hạn. Nó không có giới hạn nhất định, tức là nó không có quy định là phải thế này phải thế kia. Mà đại khái là như thế này. Tức là cái chân lý đó là giống, nó giống nhau. Cái chân lý đó là giống nhau. Cho nên á, hễ mà người nào mà giác ngộ chân lý thì cũng là chân lý đó, chứ không phải là chân lý nào khác. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì chân lý vẫn vậy. Đó. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình hiểu như thế này á thì sẽ khác nhau. Nếu mình hiểu rằng là tôi tạo ra cái Niết Bàn này, còn người kia tạo ra cái Niết Bàn này thì sẽ khác nhau. Nhưng mà ở đây đó là như hồi nãy thầy nói đó, tức là cũng là cái cạnh này. Nhưng mà cái người mà dục, tâm dục á, thì thầy thấy đó là dục giới. Tâm sắc á, thì thấy đó là sắc giới. Tâm vô sắc thì thấy đó là vô sắc giới. Còn cái người tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì đó là Niết Bàn. Vì vậy cho nên á, nó pháp á, thì vẫn không có gì thay đổi. Pháp thì vẫn vậy. Dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Cho nên á, cái người chứng ngộ pháp, cái người chứng ngộ pháp rồi thì cái bản ngã của người đó là chấm dứt. Cho nên lúc đó người đó cũng là pháp luôn, chứ không phải là cái bản ngã nào cả. Cho nên không thể nói rằng là vị này to hơn vị kia nhỏ hơn được, không có chuyện đó. Không có vị này to hơn tôi nhỏ hơn. Có điều nó khác nhau là ở chỗ này, là một vị giác ngộ trước. Một vị đã giác ngộ trước. Rồi vì giác ngộ đó mới nói. Thì có rất nhiều người giác ngộ theo. Là bởi vì á, những người này đó là họ cũng có hết. Tức là ở trong họ là đều có giống như cái vị đã giác ngộ. Đó. Cho nên á, ví dụ như ông Angulimala, ông giết người để ông cố là đạt được một cái lý tưởng gì đó. Nhưng mà Đức Phật nói dừng lại. Dừng lại là bởi vì ở đây ông nó đầy đủ hết rồi. Bây giờ ông chỉ cần dừng lại là đầy đủ hết.
không cần phải rèn luyện, không cần phải làm cái gì để mà đạt tới cái gì hết, mà không chỉ cần dừng lại nữa, ông là nó đầy đủ hết rồi. Dừng lại tức là gì? Dừng lại cái tâm mà luân hồi sinh tử. Thì dừng cái luân hồi sinh tử thì ngay đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn á thì không phải là của ai hết, cho nên không có, đâu có phải của mình mà người này hơn người kia thua. À, nhưng mà nó khác là khác chỗ này. Thí dụ bây giờ thầy giác ngộ, bây giờ thầy nói một cái là người khác, người này giác ngộ, người kia giác ngộ, chẳng hạn như vậy. Thì những người này á, thực ra cũng giác ngộ cái pháp đó, nhưng mà do thầy khai thị cho nên những người đó gọi là thanh văn. Đơn giản là vậy thôi. Thì không phải thanh văn là thua cái người mà chỉ, bởi vì cái chân lý nó là chung, cho nên hệ thấy chân lý thì chung, thì giống nhau, chứ không phải là không phải người này hơn người kia. Ví dụ như bây giờ một cái ông, giả sử như ông bác sĩ, ông mới đào tạo cho một người khác làm bác sĩ, thì cái người bác sĩ kia đó, người ta nói là bác sĩ này bác sĩ thầy, bác sĩ kia bác sĩ trò. Bác sĩ này là toàn giác, còn bác sĩ kia là thanh văn là bởi vì nghe ông này mà thành bác sĩ, học với ông này cho nên thành bác sĩ đó, đại khái là vậy. Nhưng mà có khi cái ông bác sĩ nó ông giỏi hơn không chừng đó, cho nên, tức là mình nói cái khả năng á là cái chuyện khác. Chứ còn học á thì cái môn học mà về y đó thì nó giống nhau, cái nguyên lý về y thì ai học là cũng đều giác ngộ giống nhau, chứ không phải ai hơn hết đó. Có thể là cái kỹ năng của người này với kỹ năng người kia thì khó khác, chứ còn không phải là họ khác nhau là bởi vì người này cao hơn hay người kia thấp hơn đó. Còn một cái người thì không có ở trong thời Đức Phật, nhưng mà trong trải nghiệm chiêm nghiệm của mình á thì tự thấy ra được, do pháp, do trực tiếp học nơi pháp mà giác ngộ. Thanh văn á thì học nơi Phật mà giác ngộ, còn độc giác á thì học nơi pháp mà giác ngộ đó, cho nên á gọi là duyên giác. Nhưng mà khi giác ngộ á là giác ngộ giống nhau, giác ngộ cùng một sự thật như nhau, chứ không phải là ai hơn ai hết. Thí dụ như thầy lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Bây giờ nó có 10 cái cơn sóng. 10 cơn sóng. Cơn sóng này nhấp nhô lên, cơn sóng kia nhấp nhô rồi đó. Rồi bây giờ mấy cái cơn sóng đó nó tự xem nó là bạn ngã, cho nên cơn sóng này nó nói tôi hơn anh. Anh sống anh nhỏ cho tôi là lớn. Đó. Thì bên kia cãi lại nó là nhỏ thì khỏe hơn cho lớn chứ cho mệt. Chẳng hạn như mà mấy cái cơn sóng đó nó ngồi nó cãi nhau. Nhưng mà khi nó giác ngộ ra rằng là nó sóng chỉ là cái nhân duyên mà nó tạo ra, cái duyên khởi mà nó tạo ra vậy thôi, chứ còn nó đều là nước hết trơn á, thì lúc đó nước là hoàn toàn đồng nhau. Khi nó đã giác ngộ ra là nó là nước chứ đâu phải sống gì. Sống là chẳng qua cái duyên nó khởi lên để thôi, chứ ngồi mà nói tôi hơn thua chứ. Đó. Bây giờ thấy là nước rồi á, thì tại ra là nước là giống nhau. Cho nên lúc đó khi mà đã ngộ ra nước rồi á, thì không có sống nào hơn sống nào cả. Có. Tức là con xin có một cái ví dụ để sư ông xem con đã hiểu chưa. Ví dụ như là cùng là một cái bài toán, nhưng mà một người á thì là tự mình nỗ lực để tìm cái cách giải và tìm ra cái đáp số, và cũng một cái người học trò khác thì là tự mình thì không có tìm ra được cách giải, nhưng mà sau khi cái người kia chỉ cho cái cách giải á và cũng đều hiểu được cái bài toán đó, thì hai cái người đó là đều là hiểu cái cách làm và tìm ra cái đáp số là như nhau, chứ không có ai là nói rằng là hiểu hơn hay là kém ạ.
Đúng rồi. Đó. Trong mình á, hồi trước thì thầy tưởng đâu là chỉ có một vị Phật toàn giác. Mà thầy nghĩ là mấy cái đó do người sau đặt ra. Chứ còn giác ngộ thôi, cái quan trọng là giác ngộ thôi, chứ không có đặt ra cái chuyện đó. Cho nên mới có cái câu chuyện rừng Goshinga rất là hay. Chói sáng rừng Goshinga. Một cái hôm đêm trăng sáng, thật là sáng. Thì Ngài A Nan mới là cao hứng, Ngài mới là đi thăm các vị đại đệ tử của Phật. Thăm Ngài Sa Lợi Phất, rồi thăm Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài Revata, Ngài Anuruddha, đại khái là vậy. Thì đi thăm á, thì vị đó đặt câu hỏi, nói là sư huynh á, thấy là bây giờ trong khu rừng Goshinga thì trăng là sáng nhất. Vậy thì trong tăng chúng chúng ta đó, thì ai là người sáng nhất? Ai là người xứng đáng mà sáng nhất trong hàng tăng chúng? Thì trong cái đêm này là chói sáng cái rừng Goshinga là chính là mặt trăng. Đó, chứ không phải là những thứ khác. Thì bây giờ trong cái tăng chúng ai là người chói sáng? Thì vị nào cũng nói cái sở đắc của mình hết, cái sở trường của mình hết. Vị thì nói trí tuệ, vị thì nói thần thông, vị thì nói sở học, người thì nói thiền định, người thì nói đủ thứ. Mỗi người nói mỗi kiểu. Cái A Nan thấy, còn A Nan thì nói là người nào mà đó sở học á, tức là ai mà nhớ hết những lời dạy của Đức Phật đó chẳng hạn, thì là người đó là chói sáng nhất. Thì người nào cũng nói thì không ai giống ai cả, cho nên vậy thôi, bây giờ kéo nhau tới gặp Đức Phật để hỏi coi thử Ngài sẽ là cái người nói ai nhất. Thì lúc đó kéo nhau tới thì gặp Đức Phật, kể ra thì Đức Phật Ngài nói: ồ, mấy ông nói ai cũng nói đúng hết trơn, ai cũng nói đúng. Rồi Ngài im lặng, Ngài không nói gì cả. Thì A Nan mới hỏi, nói: bạch Đức Tư Tôn, thì giả sử bây giờ hỏi Ngài thì Ngài sẽ trả lời làm sao? Thì Đức Phật Ngài trả lời rất là hay. Ngài đã nói là một vị tỳ kheo bữa sáng khi thức dậy đó, giả sử đại khái là vậy, thức dậy rồi đi rửa mặt đắp y mang bát, rồi đi vào xóm khất thực, đi vào xóm khất thực xong rồi đi trở về rồi dọn ra ăn. Ăn xong rồi là tìm gốc cây ngồi nghỉ. Thì á, trong toàn bộ sinh hoạt đó luôn là chánh niệm tỉnh giác trước mặt. Chánh niệm tỉnh giác trước mặt ở đây có nghĩa là luôn có chánh niệm tỉnh giác, không mất chánh niệm tỉnh giác. Tại cái này thì như vậy Đức Phật Ngài vẫn lui trở lại cái cốt lõi chung. Thế bây giờ anh giỏi cái gì thì anh giỏi cái chuyện đó là chỉ là cái kinh nghiệm được sống ở giữa đời, mà bây giờ anh may thì bây giờ anh trở thành giỏi may thôi. A-la-hán giỏi may, A-la-hán giỏi lái xe, A-la-hán giỏi cái này gọi cái kia thôi. Nhưng cái đó chuyện đó không có quan trọng. Chuyện quan trọng A-la-hán chính là luôn rõ biết mình, luôn sáng suốt rõ biết mình. Đó. Thì cái cốt lõi. Vì vậy cho nên cái giống nhau là ở cái chỗ đó, còn cái khác nhau á, cái khác nhau đó là chết rồi cũng bỏ hết rồi. Bây giờ mình học lái xe thiệt giỏi xong rồi chết rồi cũng bỏ, bằng lái xe rồi bỏ hết chứ đâu có đem theo đâu. Mọi cái mình có làm nhà làm to cách lớn cách mấy thì rồi chết cũng bỏ lại hết, đâu có đem theo đâu. Nhưng mà cái mà mình mà thường sáng suốt rõ biết á, thì cái đó là cái mà mình không mất. Mà cái không mất đó không phải là do mình tạo ra mà không mất, mà là do cái tâm nó từ sáng. Cho nên hồi trước á, thì thầy thấy là mình đọc cái bài kinh mà Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho đó, thì mình nói là mình tán dương cái ân đức của Phật. Thì mình tưởng là chỉ có Phật là có cái đó thôi, nhưng mà sau này thầy mới hiểu rằng là trong mọi người đều có hết.
Nhưng mà Đức Phật Ngài đã phát, Ngài đã buông bỏ hết tất cả mọi cái trói lập trói buộc, cho nên nó sáng cái những cái đức tính đó nó sáng ra. À, còn nếu còn mình bị trói lập cho nên mình không thấy đức tính nào cả. Đó. Mình thấy đức tính nào cả, mình toàn thấy tham sân si không thôi. Đó. Còn bây giờ mình hết buông hết, không còn tham sân si gì nữa, thì lúc đó là những đức tính đó nó tự hiện ra, bởi vì nó là nó đã sẵn có. Cũng như trong cái ổi á, trong cái hạt ổi á, nó đã có mầm chứa của một cái ổi hoàn hảo. Nó có cái vị ngọt của trái ổi, nó có tất cả những cái vị của một cái ổi. Nhưng mà nó chưa có thành cái ổi, chưa có ra trái được á, là bởi vì nó chưa có giác ngộ nó hoàn toàn. Còn nếu mà nó trải nghiệm được đời sống, nó nảy mầm, nó đâm chồi ra lá ra đồ này kia, nó trải nghiệm được đó, thì nó sẽ hoàn thành cái tính chất của một cây ổi, chứ không có thua cây ổi nào cả. Đó. Vì cái tính chất của cái ổi là nó giống nhau. Đó. Thì cái chân lý đó ở trong mỗi người là hoàn toàn giống nhau, nhưng mà cái mức độ mà mình che lấp trói buộc nhiều thì mình không thấy. Mà người nào bớt được cái gì đó thì nó sẽ sáng ra cái đó, đại khái như vậy. Cho nên có người đó, thì do cái nhân duyên này mà họ phát triệu một cái yếu tố này trước rồi yếu tố kia sau, cho nó không nhất định là phải theo cái kiểu mà lý luận là phải ra cái này ra cái kia gì đó. Không phải theo lý luận, đó là lý luận theo sách vở. Còn trên thực tế đó thì mỗi người đó, chẳng hạn như A Nan thì tự nhiên phát huy cái trí nhớ đó, mà Xá Lợi Phất thì tự nhiên phát huy cái trí tuệ. Nhưng mà ở bên trong á, thì cái toàn bộ cái đức tính mà của chín cái đức tính mà của Phật á, là ai cũng có hết. Rồi hết giờ. như vậy là mình còn một ngày mai nữa. Ngày mai nữa. Mai thì ai có còn hỏi gì đó thì lo mà ghi chép trước ấy. Y đàng nô nhân tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yom. Y đàng nô nhân tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yom. Y đàng nô nhân tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yo y đăng ba ta mê pu nhân ba khaya ba hang hô tu.